Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ. Sau khi mà đã tăng rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, hiện tại đang đứng quanh mức 1.709 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.707,26 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.713,17 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại sau khi giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, hiện tại đang đứng ở mức 109,600 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,39% sau khi mà đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, hiện tại chỉ còn giao dịch quanh mức 18.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xu hướng tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,61%, hiện tại đang đứng ở mức 4,155% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô nhích nhẹ và giao dịch ở mức 88,911 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh trong bối cảnh nước Mỹ vừa kết thúc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thị trường tiền điện tử bị bán tháo, đồng đô la Mỹ giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác. Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng hàng chục đô la Mỹ trên một ounce, tăng mạnh lên 1.720 đô la Mỹ trên ounce, mức giá cao nhất trong vòng 5 tuần qua. Đến thời điểm 6 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 1.712 đô la Mỹ trên một ounce, nhưng vẫn tăng tới 36 đô la Mỹ trên ounce so với cùng thời điểm sáng ngày hôm qua là 1.676 đô la Mỹ. Theo giới phân tích thì giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng mạnh do các tin đồn xoáy vào thị trường tiền điện tử liên quan đến một sàn giao dịch ngừng rút tiền. Điều này đã gây lo lắng cho dân chơi tiền điện tử và đã thúc đẩy họ đưa vốn vào thị trường vàng để trú ẩn an toàn. Trong khi đó, nước Mỹ vừa kết thúc cuộc họp bầu cử giữa nhiệm kỳ, kết quả thăm dò cho thấy Đảng Cộng Hòa có thể chiếm ưu thế tại Thượng viện cũng như là Hạ viện của Mỹ. Từ đó, thị trường dấy lên lo ngại rằng chính quyền của ông Joe Biden không phản ứng mạnh về tài chính một khi nền kinh tế rơi vào suy thoái, khiến cho nhu cầu nắm giữ vàng để bảo toàn vốn gia tăng. Mặt khác, thì do thị trường dự báo lạm phát tại Mỹ sẽ giảm dần, Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới, nên giới đầu tư tài chính thiếu quan tâm đến trái phiếu Mỹ, kết quả là lãi suất trái phiếu từ 4,2% xuống còn 4,1%. Theo đó, đồng đô la Mỹ cũng giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác, có lợi cho giá vàng hôm nay. Diễn biến của thị trường cho thấy đầu ngày 8 tháng 11 thì giá vàng thế giới gần như là đi ngang. Thế nhưng sau khi có các thông tin trên lan tỏa trên toàn cầu thì dòng tiền ồ ạt chảy vào kim loại quý, chỉ sau vài giờ giao dịch giá vàng hôm nay của thế giới tăng mạnh 50 đô la Mỹ trên một ounce. Từ 1.670 đô la Mỹ trên một ounce vọt lên 1.720 đô la Mỹ vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Rồi sau đó quay đầu giảm nhẹ, hiện tại đang giao dịch quanh mức 1.710 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều quay đầu tăng mạnh quý vị và các bạn nhé. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,52 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với SJC Thành phố Hồ Chí Minh thì mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,50 triệu đồng trên lượng, cũng tăng mạnh tới 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG niêm yết trên thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá là 66,50 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,40 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra, cùng tăng mạnh tới 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Đến thời điểm trưa ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn ở mức 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra.
pin Di Hồ Chí Minh và pin Di Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.740.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Đô Di Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000. Đô Di Hà Nội và Đô Di Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, cùng tăng 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.616.000, bán ra 6.703.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.640.000, bán ra 6.760.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại cũng tăng mạnh 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.000.000 cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000. SJC Huế mua vào 6.647.000, bán ra 6.753.000. SJC Bình Phước mua vào 6.648.000, bán ra 6.752.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.652.000, bán ra 6.755.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.650.000, bán ra 6.752.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.648.000, bán ra 6.752.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong khoảng từ 146.000 cho đến 350.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 14.600 cho đến 35.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.240.000, bán ra 5.340.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.240.000, bán ra 5.350.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.220.000, bán ra 5.300.000. Cùng tăng 35.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.117.500.000, bán ra 5.247.500.000, tăng 34.600 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.790.400.000, bán ra 3.990.400.000, tăng 26.300 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.905.200.000, bán ra 3.105.200.000, tăng 20.400 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.025.300.000, bán ra 2.225.300.000, tăng 14.600 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.